Ok, mình sẽ ấn vào giàu có nha. Ok, mình sẽ ấn vào giàu có một cái năm ngọc nha. Rồi, điều ước của mình đã thành hiện thực. Ok, quá đẹp, quá ngầu. Xuân đã về, có nỗi vui nào hơn vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sớm. Hello xin chào tất cả bạn. Thì trên màn hình các bạn đã thấy cái gì không? Mình đã gọi thành công bộ ngọc dòng 1S của mình rồi. Ok anh em. Đây, cho anh em chiêm ngưỡng. Mình sẽ ấn điều ước khác đây. Rồi. Thì cho các bạn xem chiêm ngưỡng một tẹo xem nó có những cái gì nhá. Giàu có 20 triệu này, trong tay lên một cấp này, chí mạng góc 2 này. Mình sẽ ấn đỡ khác này, một ca 5 ngọc nha anh em. Ok, tại vì đẹp trai nhất vũ trụ mình không cần, thay chiêu 23 là càng không cần. Ok, mình sẽ ấn vào giàu có nhé. Ok, mình sẽ ấn vào giàu có một ca 5 ngọc nha. Rồi, đỡ của mình đã thành hiện thực. Ok, quá đẹp, quá ngầu luôn. Sao vậy? Ồ, vãi. Có nhỉ. Thì thỉnh thoảng cũng làm clip ngọt dầu. Ok, tại mình đã có một căn 5 ngọc rồi. Mình sẽ để ngọc này để bán cho anh em hoặc là để chơi sự kiện Tết nha. Ok anh em. Ok, bye anh em. Tự nhiên gọi mãi mới gọi được. Đấy, đáng lòng thật. Ok, bye anh em nha. Mình sẽ hẹn gặp lại anh em trong video sớm nhất nha. Bye anh em.